Rồi hiện tại em đang giao bò cho khách này của chú chị. Hôm nay đi gấp xe ha. Hôm nay xe bò này em giao về An Giang. Đó, xe bò này em giao về An Giang này của chú chị. Đó, đi toàn gấp xe không ha. An Giang với Vĩnh Long. Rồi. Đó, chúc phát tài lên thượng lộ mình An ha. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi của chú chị hình ảnh cặp đực kem ha. Nó cặp này thì lụng 6 tháng tuổi này của chú chị. Đó, lụng 6 tháng tới 6 tháng rưỡi tuổi ha. Đó thì hai con này nói chung thì chiều cao nó cũng ngang ngang nhau của chú chị, chiều cao nó dao động 1m12, 1m13 bò ở phía sân khu ha. Đó thì nói chung hai con này 1m1. Đó thì của chú chị nào thấy cặp đực này thì liên hệ số điện thoại để trong hình. Đó thì cặp đực này của nhà muốn bán giá là 34 triệu. Đó 34 triệu là bao ship của chú chị tới nhà trong vòng 200 cây số ha. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua ủng hộ ha. Đây tướng tá cấp mình này của chú chị. Nó con này thì đây thì hai con em quan sát là chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó xương sọ khá to là của chú chị, chân móng thì chân móng sò. Nó tướng tá cấp mình này. Đây tướng tá cấp mình này của chú chị. Đó hai con xương sóc thì cũng khá to ha, không tàn không xương có này của chú chị. Nó tướng tá cấp mình này. Đó thì cặp đực này giá là 34 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Nếu còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xin tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đây, hai chân con bên đây nè cô chú chị. Đó chân móng thì chân móng sò ha. Đó chân móng thì chân móng sò nè, xương sóc thì cũng khá to. Đó mặt mày này của chú chị. Đó thì hai con này thì nói chung thì có lú sừng ha. Đó mặt mày nè. Đó thì hai con hoàn toàn là F1 nghe của chú chị. Đó mặt mày nè. Đây lưng này của chú chị. Đó lưng dài nè. Nói chung thì lưng dài là cũng nở ha. Đó cũng nở nè. Nhưng mà nói chung thì chủ nhà nuôi cũng hơi thiếu thốn á. Nên hai bò này nhìn nó cũng hơi găng, nhưng mà được con cái thì không càng không tàn không xương có của chú chị. Đó thì hai con F1. Đó giá là 34 triệu là bao ship của chú chị mình tới nhà không dùng 200 cây số. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua ủng hộ ha. Đó thì nói chung thì trong cái quá trình đo thì nhiều khi con bò mới đi tới lui thì xe xích phăng này của chú chị mình cũng thông cảm em ha. Nó tướng tá cấp mình nhưng mà em nói được hai con này được cái nó dài đòn của chú chị. Nó lông nhuyễn da mỏng mà. Đó được dài đòn ha. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó thì em kinh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Sáng còn 2 khung giờ của đó thì nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xét giá cho bà con mình hết rồi. Đó thì hai con này nó lụng 6 tháng tới 6 tháng rưỡi tuổi của chú chị. Đó bò thì chiều cao nó dao động từ 1m12-13 bò ha. Đó nói chung thì em báo thì cũng được lời cho bà con mình. Đó nhưng tướng tá cấp mình thì dài đòn. Đó hai con này kẹt kem F1 nghe của chú chị. Đó trước khi em vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán tiền ha. Mình kiểm tra cú giò bút cẳng hay không. Đó, có thùng rúng thùng ruột hay không thì bà con mình sẽ nhận bò. Đây còn bên đây tướng tá cấp mình. Đó của chú chị thấy không. Đó tướng tá thì nói chung thì bò cũng kiểu mẫu nè. Đó, tướng tá cấp mình nè. Giá là 34 triệu là bao ship cho cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số. Đó nói chung thì hiện tại em đang có chuyến giao về Bà Rịa Vũng Tàu. Đó với Đức Hòa, Tây Ninh. Đó Vĩnh Long thì bà con nào ấy có mấy vùng đó thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của cặp đực kem này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì mình gửi của chú chị hình ảnh của lô đực ha. Đó trong đây thì có hai con đực 3B của chú chị. Đó con bên trăng này, con trắng này là con đực 3B ha, 3B kem á. Đó giờ một con đực 3B đen. Đó và một cặp pháp kem. Đó thì cái cặp 3B này là chiều cao nó là con trắng này thì chiều cao 1m15 bò của chú chị, 3B kem này thì chiều cao 1m15 bò ha. Nói chung thì con này 3B chứ không phải kem nghe của chú chị. Đây đó mặt mày nó nè, nó là 3B ha, 3B kem. Đó nhưng mà nó pin lực. Đó cặp 3B này thì pin lực dữ dằn luôn của chú chị, lưng thì lưng đôi.
Đó thì cái con ba bê kem này thì chiều cao em đo là 1m15 bò. Đó, còn con ba bê đen thì chiều cao 1m1 bò. Đó, còn hai con này thì chiều cao nó dao động từ 1m10. Con bìa này nè, con này thì chiều cao 1m2 bò nè cô chú chị. Con này thì nó con đó nãy em cũng quên đo con đó, nhưng mà con đó thì nói chung thì nó thấp hơn con kia chắc cũng 2-3 phân ạ. Đó, nhưng mà nó cũng cao ráo ha, thì bảo chiều cao 1m16-1m17 đi. Đó, nói chung thì con bò khi đo xe xính phân phân bà con cũng thông cảm ha. Đó, bò này thì rụng 6 tháng rưỡi tuổi hết rồi nè cô chú chị. Đó, con ba bê kem và bê bê đen, nó cặp cặp kem. Đó thì bốn con bò này em quan sát là chân móng hoàn thiện. Nó không bị ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Xương sóc thì rất to của chú chị. Chân móng thì chân móng sò. Tướng tá cấp mình thì rất đẹp ha. Đó thì bốn con bò này anh chủ nhà cũng bán giá là cầu bằng 20 triệu một con. Đó 20 triệu một con là bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số ha. Đó thì bốn con là giá là 80 triệu của chú chị. 80 triệu là bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua ủng hộ ha. Đó thì ba con bốn con bò này em quan sát thì xương sóc chân móng là chân móng sò không cô chú chị. Đó chân móng là chân móng sò nè, xương sóc thì khá to. Nó còn bà con nào muốn mua lẻ thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình mua lẻ ha. Đó xương sóc thì khá to, không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó bò nè cô chú chị, đít nở dai nở ha. Đó em nói hai con bò bê này thì lực lạc lắm cô chú chị, tướng tá cấp mình dài đòn. Đó, con bò bê đen là tướng tá cấp mình hay lắm nè, lực lạc lắm. Đó. Đây đít này. Bò bê đen này cái đít hết nói luôn cơ chú chị. Cái lưng dài nè, dài thì dài đôi ha. Đó chú chị coi nè, hết biết cái dài không? Đó dài thì dài đôi, lưng đôi dài đôi. Đây cái đít của nó nè. Hả? Hả? Đó mặt mày nè của chú chị. Đó lưng dài nè. Lưng dài là dương lên dương lưng dài đôi ha. Bên kia kìa. Đó em nói tướng tá cấp mình thì khỏi chơi. Còn mấy con này là dài nè của chú chị. Đó nói chung thì cặp này dài cũng dài đôi. Đó này cặp pháp kem ha. Dài cũng dài đôi. Con này chiều cao 1m2. Đó tướng tá nè cấp mình nè của chú chị. Con nào cũng thấy nó dài đòn lực lạc ha. Xương sóc thì rất to. Đó thì chân móng là chân móng sò, không ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bốn đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để thông hình. Đó cầu bằng giá là 20 triệu một con, bao ship với cô chú chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số. Đó thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đó nói chung thì hiện tại em đang có chuyến về Bà Rịa Vũng Tàu. Đó với Đức Hòa, với Tây Ninh. Đó với Vĩnh Long. Đó thì bà con nào mấy vùng đó thì em sẽ ghép xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đó nhưng mà bò này thì tướng tá cấp mình thì rất dày bò của chú chị. Đó cặp OB này thì pin lực ha, còn cặp kem này thì khung tàn khung xương thì khá lớn. Nó thùng dạo thì khỏi nói luôn. Quá. Quá. Đây tướng tá cấp mình chú chị coi nè, con nào mấy nó dài đòn nè. Đó khung tàn khung xương thì khá lớn ha. Đó bò này thì em bao của chú chị mình vú giò vú cẳng một thùng rúng thùng ruột. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua ủng hộ ha. Đó cầu bằng giá là 20 triệu một con, bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số. Đó thì bà con nào muốn mua lẻ thì điện cho em sẽ nhắn tin số nhà của chú chị mua lẻ ha. Đó con này thì ba bê kem nghe cô chú chị, nó có lú sừng ha, nhưng mình lưng dài nè. Đó dần lưng dài nè, lưng thì cũng lưng đôi. Đó em nói bốn con bò này lưng thì đều lưng đôi hết của chú chị, mặt mày nè. Đó thì lú sừng có, đầu tuổi có ha, nhưng mà bốn con thì nói chung thì lưng đôi không. Đó đít nở dài nở. Đây con này mặt nó đen đen xám xám, đó, nó bò bê kem, nó xương sóc rất to, nở dài nở. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Còn hai con kem này thì thùng dạo không tàn không xương thì khá lớn cô chú chị. Đó thì bò này lũng 6 tháng rưỡi thôi, nó 6 tháng rưỡi tuổi ha. Đó còn hai con lớn này thì chủ nhà lấy gần 7 tháng luôn cô chú chị, kem lớn này nè. Đó nhưng mà xương sóc thì nói chung thì trước khi em giao bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi em đóng tiền, kiểm tra có bú vô cẳng hay không, có thùng rúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó đây chân móng nè, em nói bốn con bò này chân móng thì đều chân móng sò, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó tướng tá cấp mình cứ như thế nào. Ok
đó, đít nở dài nở hay phần mặt mày này là hang kem này của chú chị đó, mặt mày là thấy không đó, mặt mày nè đó, con đó mặt mày nè đó. Nói chung thì tướng tá cấp mình dài đòn lực lạc ha. Đó, cặp kem lớn này thì dày bò lắm cô chú chị, khung tàn khung xương cặp kem lớn này thì rất lớn ha. Đó đó thì đó cô chú anh chị, đó em nói cặp kem lớn này xương sọc khá to ha, nó rất dày bò min lực, nó xương sóc thì rất to đó. Còn cặp ba bê thì lùng lực cô chú chị, con ba bê này thì lùng lực ha, nó em nói đít lưu ít đít dài khỏi nói luôn, ngày dài là dây đôi đó. Thì bà con nào muốn mua lẻ cái nào thì đó, chúng ta cặp mình cô chú chị coi xương sóc rất to đó. Thì cầu bằng là bốn con này là giá là 80 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua không, giá cả không hợp lệ thì bà con mình đợi kiếm cục khác của chú chị đó. Xương sóc chân móng nè đó, đây cặp kem lớn này em nó rất dày đó. Thì hình ảnh và giá cả của lô 4 con đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi đó. Thì cô chú chị nào thấy 4 đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình ha. Nó nhìn em cắm ba bê này lực lạc nè, tướng tá cấp mình này cô chú chị đó. Thì cầu bằng giá là 20 triệu một con ha, bao ship cô chú chị tới nhà trong vòng 200 cây số đó. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ mua ủng hộ ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của lô đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi đó. Để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.